Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, liên quan tới vụ thai phụ mang bầu 7 tháng bị chồng gây thương tích dã man khiến cho dư luận vẫn nộ thời gian vừa qua. Theo thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được, thì công an huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương đã triệu tập người chồng là anh Trần Văn Luân và mời thai phụ Bùi Thị Tuyết Giao lên làm việc và đã có những lời khai ban đầu. Kết quả điều tra ban đầu, vụ người vợ mang thai 7 tháng, tố bị chồng đối xử tàn nhẫn, Ngày 22 tháng 5, Công an huyện Kim Thành, Hải Dương cho biết, đơn vị vừa có buổi làm việc với chị Bùi Thị Tuyết Giao, sinh năm 1987, quê ở Kiên Giang, để làm rõ thông tin tố cáo bị chồng là anh Trần Văn Luân, sinh năm 1986, ở xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, đối xử tàn nhẫn trong thời gian dài. Theo kết quả điều tra ban đầu, chị Bùi Thị Tuyết Giao và anh Trần Văn Luân đăng ký kết hôn và sống chung tại thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, Kim Thành, Hải Dương từ tháng 4 năm 2021. Hai người có con gái chung 17 tháng tuổi, chị Bùi Thị Tuyết Giao đang mang thai bé thứ hai, tháng thứ bảy. Quá trình về làm dâu tại huyện Kim Thành, chị Bùi Thị Tuyết Giao sống khép kín, không tham gia sinh hoạt đoàn thể nào ở địa phương. Công an huyện Kim Thành cũng triệu tập anh Trần Văn Luân tới cơ quan công an để làm việc. Tại cơ quan công an, anh Trần Văn Luân khai do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, nghi ngờ vợ ngoại tình nên đã gây thương tích cho vợ bằng nhiều cách khác nhau trong thời gian dài, kể cả khi vợ đang mang thai tháng thứ bảy, người chồng khai dùng lược cắt lưng ra để gây nên các vết thương trên khắp người vợ. Công an huyện Kim Thành cho biết, đơn vị đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành giám định tỷ lệ thương tích đối với chị Bùi Thị Tuyết Giao và tiếp tục làm việc với những người có liên quan để làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật như đã đưa tin mấy ngày nay mạng xã hội lan truyền câu chuyện chị giao bị chồng ở hải dương đối xử tàn nhẫn khiến dư luận vô cùng phẫn nộ Bị chồng gây thương tích trong thời gian dài, mới đây chị Giao đã bỏ trốn được về nhà mẹ đẻ ở xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, Kiên Giang. Chị đang mang bầu hơn 7 tháng, sức khỏe yếu, trên người đều đầy vết thương, được cho là do chồng chị gây ra trong suốt hơn một năm qua. Theo lời chị Giao, tôi đang mang bầu nên không thể đi làm, chồng tôi cũng không có công việc ổn định nên túng thiếu. Khi nổi nóng, anh ta bắt đầu ra tay với tôi. Đỉnh điểm là lúc chị mang bầu đứa con thứ hai. Lúc này chồng chị hay nạp tiền chơi game. Mỗi khi thiếu tiền, người này yêu cầu chị Giao phải gọi điện vay mượn người thân họ hàng bên ngoại. Thai phụ khẳng định, chồng chị thường ra tay tới khi thấy chị kiệt sức mới dừng tay. Anh ta nói sẽ không làm cho chị mất mạng luôn mà để chị đi từ từ. Chồng cũng giam lòng chị, không cho dùng điện thoại nên chị không thể kêu cứu hay bỏ trốn. Được biết, sau khi chị Giao được người thân và bạn bè đưa từ Kiên Giang ra Hải Dương để làm việc với công an và gặp lại con nhỏ, chính quyền Hải Dương đã có những biện pháp kịp thời hỗ trợ bảo vệ an toàn cho chị Giao. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang đã có văn bản gửi Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương về việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của chị Bùi Thị Tuyết Giao, thay phụ tố chồng đối xử dã man khi mang bầu, hiện tạm trú tại nhà mẹ ruột ở xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Xem xét nội dung đơn và giấy mời làm việc của Công an huyện Kim Thành, Hải Dương gửi cho chị Giao, Hội Liên hiệp Phụ nữ Kiên Giang kính đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Hải Dương kiến nghị cơ quan chức năng giải quyết vụ việc, trước mắt là đảm bảo an toàn của chị Giao khi chị này về hải dương Tiếp nhận thông tin trên, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hải Dương đã có công văn gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân Kim Thành đề nghị chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ vụ việc theo đúng quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của chị Giao. Hội cũng đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Kim Thành chỉ đạo cơ quan chức năng đảm bảo an toàn cho chị Giao và người nhà của chị này trong quá trình giải quyết vụ việc tại tỉnh Hải Dương. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kim Thành phải phối hợp cơ quan chức năng có liên quan hỗ trợ chị Giao sớm hoàn tất thủ tục ly hôn theo đề nghị của chị, đồng thời động viên gia đình bên chồng đồng thuận để chị giao được quyền nuôi con. Hội Liên hiệp Phụ nữ Hải Dương cũng đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Kiên Giang chỉ đạo đơn vị trực thuộc đến gặp gỡ, động viên chị giao và gia đình sớm ổn định tâm lý, hướng dẫn chị giao chuẩn bị thủ tục giấy tờ cần thiết, đưa chị giao ra Hải Dương và về Kiên Giang an toàn. Thưa quý vị, vụ thai phụ mang bầu 7 tháng bị chồng đối xử dã man ở Hải Dương khiến dư luận không khỏi phẫn nộ. Nhiều người cho rằng đã đến lúc cần áp dụng chế tài nghiêm khắc nhất đối với những kẻ vũ phu để gian đe. Vậy với những gì đã gây ra cho chị Giao thì người chồng trong vụ việc trên sẽ bị xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật? Liên quan tới vấn đề này, quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi đi tìm lời giải đáp ngay sau đây. Vụ thai phụ bầu 7 tháng tố chồng đối xử tàn nhẫn, hình phạt nào cho kẻ vũ phu Cụ thể trong bài viết được đăng tải trên báo điện tử An ninh thủ đô ngày 22 tháng 5, luật sư Nguyễn Thanh Hà, đoàn luật sư Hà Nội cho rằng, để có căn cứ xử lý đối tượng Vũ Phu, cơ quan điều tra sẽ tiến hành giám định tỷ lệ thương tích đối với người vợ và làm việc với những người có liên quan. Nếu kết quả giám định cho thấy nạn nhân bị tổn hại sức khỏe trên 11% hoặc dưới 11% nhưng đang mang thai thì vẫn đủ căn cứ để xử lý người chồng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác điều một ba bốn bộ luật hình sự hai quy định người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11 đến 30% hoặc dưới 11%, nhưng nạn nhân đang mang thai hoặc đối tượng có hành vi côn đồ thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội hai lần trở lên có thể bị phạt tù từ 2 đến 6 năm. Nếu thương tích của người vợ từ 61% trở lên, người chồng có thể bị phạt tù từ 5 đến 10 năm. Ngoài ra, nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, người chồng có thể bị xử lý hình sự về tội, ngược đãi ông bà, cha mẹ, vợ chồng. Theo Điều 185 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi, người nào ngược đãi ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm, luật sư Thanh Hà nhấn mạnh. Cũng theo dõi vụ việc trên, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, theo thông tin ban đầu của vụ việc, có căn cứ để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với người đàn ông đối xử dã man với vợ. Đây là sự việc trong gia đình có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Theo quy định của luật hôn nhân và gia đình, việc giải quyết mâu thuẫn bằng vũ lực là hành vi vi phạm pháp luật, hành vi có dấu hiệu tội phạm hoặc cố ý gây thương tích. Nếu kết quả điều tra cho thấy người đàn ông đã có hành vi đối xử tàn ác với người lệ thuộc vào mình, có thể bị xử lý theo Điều 140 Bộ Luật Hình Sự. Còn kết quả xác minh cho thấy người đàn ông dùng vũ lực dẫn đến thương tích cho vợ và khi giám định có tỷ lệ thương tích thì có thể khởi tố về tội cố ý gây thương tích. Khi có lời khai của Luân về nguyên nhân dẫn đến sự việc, đồng thời làm rõ các vết thương trên người chị Bùi Thị Tuyết Giao là do người chồng gây ra, nếu kết quả giám định thương tích sẽ bị khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với người chồng này về tội cố ý gây thương tích, theo quy định tại Điều 134 Bộ Luật Hình sự 2015. Theo quy định của pháp luật, một số tội danh xâm phạm sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người khác ở mức độ ít nghiêm trọng thì sẽ bị khởi tố theo yêu cầu của người bị hại. Theo đó, với tội làm nhục người khác, tội cố ý gây thương tích ở mức độ ít nghiêm trọng, đòi hỏi phải có đơn trình báo sự việc, đề nghị xử lý hình sự đối với người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì cơ quan điều tra mới vào cuộc xem xét xử lý. Đến nay, nạn nhân đã có đơn trình báo tố giác, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc can thiệp, xác minh làm rõ nên có căn cứ để cơ quan điều tra tiến hành thụ lý tin báo, xác minh làm rõ để xử lý đối với người chồng theo quy định của pháp luật với nội dung đơn trình bày và những hình ảnh của nạn nhân cho thấy sự việc là rất nghiêm trọng với nhiều vết sẹo như vậy chứng tỏ nạn nhân đã phải chịu đựng những cơn đau đớn kéo dài cơ quan điều tra sẽ lấy lời khai của người chồng lời khai của những người trong gia đình để làm rõ những vết sẹo những thương tích để lại trên cơ thể nạn nhân là do đâu mà có luật sư cường cho rằng để chứng minh tội phạm cơ quan điều tra không chỉ chứng minh mặt chủ quan của tội phạm như lỗi động cơ mục đích mà còn phải nắm rõ mặt khách quan của tội phạm bao gồm hành vi hậu quả mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả để xác định hành vi thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành tội phạm khi đó mới có căn cứ để xử lý hình sự theo quy định của pháp luật với thông tin sự việc rất có thể người đàn ông này có nhiều hành vi vi phạm pháp luật về nguyên tắc là nếu hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm của nhiều tội danh thì sẽ bị xử lý hình sự theo tội danh có mức hình phạt nghiêm khắc nhất nếu có nhiều hành vi vi phạm pháp luật mỗi hành vi đều thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm sẽ xử lý hình sự về nhiều tội danh với diễn biến sự việc như trên, cơ quan chức năng có trách nhiệm bảo vệ phụ nữ, trẻ em như hội liên hiệp phụ nữ, chính quyền địa phương cần phải có các tư vấn cho người phụ nữ đầy đề nghị cơ quan có thẩm quyền làm rõ hành vi của người chồng để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, sau tất cả vết thương ngoài da rồi cũng sẽ lành theo thời gian. Tuy nhiên vết thương sâu thẳm trong tâm can của người phụ nữ đáng thương này chắc chắn không bao giờ có thể nguôi ngoai. Còn người chồng Vũ Phu thì chắc chắn sẽ phải chịu hình phạt thích đáng từ pháp luật. Liệu cơ quan chức năng sẽ xử lý vụ việc này như thế nào? Những thông tin mới nhất liên quan tới vụ thai phụ 7 tháng tố chồng sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!